Xin chào các bạn, tôi là Tạ Vân, chuyên gia huấn luyện viết chữ đẹp, nói lời hay. Tôi là người sáng lập ra thương hiệu Ánh Dương Edu, bút mài thầy Ánh. Hôm trước, tôi đã kể cho các bạn nghe một câu chuyện và hỏi các bạn về hồi kết. Chắc hẳn mỗi người đều có một câu trả lời. Còn đáp án trong câu chuyện đó, người bạn đã hỏi anh ta rằng: anh có mài cưa lại sau mỗi lần đốn gỗ hay không? Qua câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng cái rìu cùn khiến năng suất lao động của anh ta ngày càng giảm sút. Và bài học rút ra từ câu chuyện này là: để tạo được thành công, bạn cần phải làm việc thông minh hơn, chứ không phải là chăm chỉ hơn. Ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tiếp theo. Mời các bạn chú ý và bạn hãy nghe hết câu chuyện để đón chờ điều bất ngờ tôi dành cho các bạn nhé. Một anh học trò nọ nhặt được một viên đá lấp lánh nằm trên đường đi. Anh bèn mang viên đá quý này đến gặp thầy để hỏi về giá trị của nó. Thưa thầy, viên đá này có phải là kim cương hay không ạ? Dù là một chuyên gia về đá quý, nhưng người thầy đã không trả lời câu hỏi của người học trò mà yêu cầu anh ta: con hãy tự tìm hiểu kiến thức về kim cương đi. Theo lời thầy, người học trò vào thư viện tìm đọc tất cả các cuốn sách viết về kim cương. Khi quay về, anh chàng đã có một vốn kiến thức kha khá về loại đá quý này. Nhưng đến lúc đó, người thầy bảo: bây giờ ta có thể nói cho con biết rằng đó chính là kim cương. Anh học trò ngạc nhiên hỏi: ô, sao thầy không cho con biết ngay từ đầu? Chắc thầy có ẩn ý gì phải không ạ? Theo bạn, ông thầy đã giải thích như thế nào? Các bạn hãy cùng mang câu chuyện này ra bàn luận với những người thân yêu của mình và trả lời xuống phía dưới comment nhé. Câu trả lời của tôi sẽ được giải đáp ở video tiếp theo. Nếu bạn chưa nghe được câu chuyện hôm trước của tôi, bạn cũng có thể truy cập vào đường link tôi đứng kèm ở phía trên bài viết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.